Hello, Tiền xin chào cả nhà đã quay lại kênh YouTube của Tiền nha. Thì hôm nay Tiền quay một số hạt giống Tiền mua Tiền trồng Tết này các bạn. Hôm nay lâu lâu bu công chuyện rồi Tiền không có quay cho cả nhà xem. Tiền mua thì hôm nay cũng rất là lâu rồi, mua chắc cũng hơn một tháng rồi các bạn. Mình Tiền không có thời gian quay cho cả nhà xem. Đây là một số là hạt giống của mình nè. Này mình mua thì mình chỉ trồng ở nhà, chỉ trưng Tết thôi các bạn, nên Tiền không có trồng bán gì nha. Chỉ trồng Tết thôi, cho có hoa này kia đẹp. Đây là bạn thọ này các bạn. Bạn thọ này, bạn thọ Mỹ F1 cao lỗ vàng chanh Super P2 này các bạn. Bông to nhị xanh cổ lùng. Tiền thích cái bông này to và cái cổ nó xanh đó. Mình nên tiền là mua loại này. Này thì tiền mua trên mạng. Ở đây thì nó không có bán cái P2 các bạn, nó bán cái P1 nhiều. Cái này là thời gian là vụ đông đông xuân là 63-68 ngày này các bạn. Vụ hè thu thì là 73-75 ngày. Nên cái này khoảng từ 63-68 này khoảng 25-26 tiền gieo nha các bạn. Cái này là bông vàng thọ nè. Cái này cũng vậy luôn, mình cũng sẽ gieo cỡ cái đó luôn. Này này thì là vàng thọ. Cái này là ban mai nha các bạn. Hạt giống chất lượng cao F1. Vạn thọ pháp lùng. Thường mình kêu là vạn thọ ban mai hình mặt cạp các bạn. Này là khi mặt cạp của FVN. Cái này nó nảy mầm từ 3 đến 5 ngày và nó sang chậu thì từ khi gieo hạt là 15 đến 20 ngày. Và ra hoa đầu tiên từ khi sang chậu là 35 ngày. Vậy là mình tính nè. Cái này là nảy mầm 3-5 ngày và sen chậu là gieo hạt từ 15-20 ngày à, ra hoa đầu tiên sen chậu là 30-35 ngày thì mình tính cho khoảng 60 ngày nữa các bạn. Thì mình cũng gieo chung với bạn thọ này luôn. Ở này thì mình ngắt ngọn nhiều lần, còn cái này thì mình chỉ ngắt ngọn có một lần thôi các bạn. Thì mình từ khi mình gieo tới mình bứng ra chậu mình trồng thì một tháng mình đúng một tháng mình sẽ ngắt ngọn. Còn hoa hướng dương này thì ngày trổ hoa đều là 60-65 ngày sau khi gieo của vụ hè thu, còn 70-75 ngày của vụ đông xuân này các bạn. Cho nên nay mình sẽ gieo hoa hạt hướng dương nha các bạn. Các bạn có người thì gieo sớm, người gieo trễ chút cũng được. Mình hôm nay mình gieo nó mốt cho nó nở hoa sớm sớm xíu. Lúc trước thì tiền gieo sớm hơn nữa thì nó trổ hoa rất là sớm luôn các bạn. Này tiền mua của Trang Nông các bạn. Ở đây thì có bán loại này không à. Còn thêm một hoa nữa là dừa cạn siêu bông nha các bạn, có nhiều loại hoa nè. Này tiền mua siêu thị, nó không có hoa gì hết trơn, tiền thích hoa này cũng dễ trồng, không mua bịch này trồng Tết nha các bạn. Chiều cao cây 20-25 cm, thời gian sang chậu từ ngày gieo là 25-30 ngày, thời gian ra hoa từ ngày sang chậu là 40-45 ngày, mình cũng tính cho 75 ngày đi các bạn. Thì hôm nay mình sẽ gieo chung với hạt hướng dương nha các bạn. Tuần này thì tới 25-26 tháng 10 mà âm lịch mình mới gieo. Còn cái cúc lá nhám thì cũng vậy nè các bạn. Cúc lá nhám này chắc cũng tới gieo hoa thọ mình gieo luôn. Tại vì nó nở hoa 45-50 ngày sau khi gieo rồi các bạn. Mình trồng sớm thì mình sẽ ngắt ngọn nhiều lần ạ. Nên mình sẽ trồng trễ từng ngắt ngọn chừng 1-2 lần thôi các bạn. Một số hạt giống mình mua kèm theo á nè. Cái này thì mua trồng rau thôi các bạn. Trồng bỏ hàng rào có trái ăn thôi. Mua thêm dưa leo Lai F1 của VN103 nè. Cái này thì nó thời gian bắt đầu thu hoạch từ 35 ngày khi gieo, hay này trồng tháng mấy các bạn. Trồng rau ăn thôi. Cái này thì cà chua nè. Mình thấy mấy loại này thích quá thì mua về mà không biết mình trồng được hay không. Cà chua bi, cà chua F1 siêu kháng bệnh. Cà chua F1 của Phú Nông. Tiền thích trồng cà chua lắm mà mấy lần là tiền trồng nó chết các bạn, khó trồng. Tiền mua của loại Phú Nông mà là 3 loại nè. Tiền quay mấy cái loại này hạt giống này cho cả nhà xem thôi. Giờ bữa tiền gieo rồi tiền sẽ quay video nữa cho cả nhà xem nha. Một phát nữa thì trồng hướng dương với cái này thì cũng quay cho cả nhà xem. Một số hạt giống rau này được mua trước rồi các bạn. Này thì cũng không có quay cho cả nhà xem. Này, khi nào trồng thì đừng quay dụng cụ của mình. Giờ thì sẽ tiến hành tiện gieo hướng dương.
Mấy bà cả nhà hẹn cả nhà video sau nha. Clip này Tường chỉ quay giới thiệu hạt giống thôi. Như hoa hướng dương thì Tường sẽ quay clip khi sau Tường đăng cho cả nhà xem. Cái năm nay các bạn Tường thích cái loại mặt cạp này nè, nên Tường mua có một loại này. Thì không có mua loại đang mai đỏ giống như năm rồi Tường trồng nữa. Tường thích loại này. Tiền mua hạt giống này chất lượng hơn, tiền trồng cho nó cây nó tốt. Rồi tiền như này một quả thì thường cũng 200 mấy 300 hạt vậy các bạn. Tiền gieo cho nó nhiều rồi tiền đem về quê cho mẹ trồng một mớ. Cái đây thì trồng không hết các bạn, trồng nó ít có bông hoa. Mình thích tết mình có hoa có bông rồi thích tự mình trồng rồi các bạn. Bye bye, hẹn cái nhà video sau nha. Chúc các bạn có một mùa Tết, có một vụ hoa Tết thành công nha các bạn. Năm nay thì mưa gió bão cũng thất thường lắm các bạn, trồng cũng hơi khó khăn lắm.